Sa thú, cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 55. Chần đa nàng ta ca rằng hòa pi úc ba lăng á thao hoa si kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si la gan thô a nô ta rô chan đa nàng ta ca rằng hòa pi úc ba lăng á thao hoa si kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si la gan thô a nô ta rô chan đa nàng ta ca rằng hòa pi úc ba lăng á thao hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nô ta rô qua chiên đàn già la qua sen qua vũ quý giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Chanh đa nàng ta ca rằng hòa pi úc ba lăng á tha hoa si kỳ ê tê sang gàm tha cha ta năng si la gàm thô á nô ta rô hương sen hương lý hương trầm già la cùng với chiên đàn thắng hương dẫu thôn nhưng chẳng phi thường hương người đức hạnh so lường dễ. Bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Rạng Đông. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 55. Chan đá năng tá gá răng hòa bí úc phá lăng á tha quát xí kỳ ê tê sang gan thá cha ta năng si lá gan thô an út tá rô chan đá năng tá gá răng hòa bí úc phá lăng á tha quát xí kỳ ê tê sang gan thá cha ta năng si lá gan thô Amutaro. Dạ, cảm nhận đã viết cái bắp cái số 100 rồi đó. Qua chiên đàn già la, qua sen qua vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hương sen, hương lý, hương trầm, già la cùng với chiên đàn thắng hương. Dẫu thơm nhưng chẳng phi thường, hương người đức hạnh so lường dễ đâu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Hạnh Kiểm. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ và kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 55. Chành đa nặng ta ra tràng hòa bi ốc ba lăng a tha wat si kỳ e tê sang gan tha cha tan năng si la gan thô anuttaro. Dạ, con xin đọc lại.
chàn đa nằng ta ga đằng quà bi ốc ba lằng a tha quát si kỳ ê tê sằng gần tha à, tà nằng si la gần thờ a nốt ta rồ. Dạ con xin kệ. Chàn đa nằng ta ga đằng quà bi ốc ba lằng a tha quà si kỳ ê tê sang gan tha cha ta nang si la gan thơ a no ta đồ chan đa nang ta gat đăng quay qua bi ô pa lang a wa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta nang si la gan thơ a no ta đồ qua chiên đàn và la, qua sen, qua vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hương sen, hương lý, hương trầm và la cùng với chiên đàn thắng hương, dẫu thơm nhưng chẳng phi thường, hương người giới hạnh so lường dễ đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con trả bài xong rồi con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. À. Dạ kính cảm ơn cô. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con đang ở ngồi con chạy vô sở trễ giờ. Dạ à, con xin nhé đọc câu kệ số 55. Dạ cần đa nặng ta ga rằng qua cần đa nặng ta qua rằng qua pi up ba lằng atha quát ki khi quát si khi e tê rằng gần tha già ta năng si la gần thổ an nút ta rồ cần đa năng ta gà rằng hòa bi úp ba lằng a tha quát si khi e tê rằng gần tha già ta năng si si la gan tho anat anuttaro. Dạ con xin kể. Gan da nan ta ga rang qua bi u pa lang an tha wat chi khi e te sang khang tha cha ta nang si la gan tho anun taro kanda nan ta ga rang qua bi upa lang an tha wan chi khi e te sang gang tha cha ta nang si la gan tho anun taro hoa chiên đàn già la hoa sang hoa vũ quý giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng và đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hương sang hương lý hương trầm và la cùng với chiên đàn thắng hương dẫu thơm nhưng chẳng phi thường hương người đức hạnh so lường dễ đâu và đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. À, kế tiếp chị mời Ái Minh nghe. Okay. Dạ, cảm ơn chị Tâm Phương. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng,
Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đặng Đông, Sít Quang Thanh. Cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 55. Chan đa nần ta ga rằng hòa bí úp ba lần a tha qua si kỳ ê tê sang gần tha cha ta nần si la gần thù anh nút ta rù chan ta nần chan đa nần ta ga rằng hòa bí úp ba lần a tha qua si kỳ ê tê sang gần tha cha ta nần si la gần thù anh nút ta rù chan đa nần ta ga rằng hòa bí Úc ba lăng ngà tha qua si kỳ Ê tê sang gan tha cha ta năng Si la gan thù anu ta rô Hoa chim đàn già la, hoa sen, hoa phủ quý Giữa những hoa ấy, giới hương là vô thượng Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Chàn đà nam ta gà răng qua bì Úc ba A la tha qua si kỳ e tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anu ta rô hương sen hương lý hương trầm già hư già la cùng với chim đàn thắng hương dẫu thơm nhưng chẳng phi thường hương người đức hạnh so lường dễ đâu cũng thơ của hòa thượng giới đức và kính mời Sức Quan Thanh tiếp theo ạ. Kính đảnh ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và đại đức tọa Đức và lễ cô tu nữ tọa Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Xin cảm ơn Khả Lá đã phát bài. Chan đa na biu a tha wat si ki e te sang gan tha cha ta năng si la gan tho anuttai anuttaro chan da năng ca rằng qua biu pa lang at a tha wat si ki e te sang gan tha cha ta năng si la gan tho anuttaro hoa chiên đàn già la hoa quý giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng của thượng Thích Minh Châu con thệ trần đa năng ta gà răng qua bi úp ma lăng a thả quan si kỳ ê tê sang gan thả cha ta năng si la gan thô anun ta rô chan đa năng ta gà răng qua bi úp ba lăng a thả quăng si kỳ ê tân thả cha ta năng si la gan thô anun ta rô hương sen hương lý hương trầm à la cùng với chiên đàn thắng hương dẫu thơm nhưng chẳng phi thường hương người đức hạnh so lường dễ đâu dạ của hòa thượng giới đức ạ dạ con đã đọc và kệ xong con xin xuống mic ạ cảm ơn chú Quát Thà Ná đã phát bài sa thu lành thầy Quang Thành Nam mô Phật Thầy Giá Nam mô Tam Ma Giá Nam mô Sáng Khai Giá kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room alo 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 alo
cảm ơn. Không biết tại sao lại tắt ha. Chân đà năng ta gà răng và bí ô pa lang a tha va si ki e te sang gan tha cha ta năng si la gan tho a no ta ro chân đà năng ta gà răng và bí ô pa lang a tha va si ki e te sang gan tha cha ta năng si la gan tho a no ta ro. Hoa trên đàn giả la, hoa sen hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng, bản dịch của Ngài Minh Châu. Hương sen, hương lý, hương trầm, giả la cùng với chiên đàn thắng hương. Dẫu thơm nhưng chẳng phi thường, hương người đức hạnh, so lường dễ đâu. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Bụt Tha Gia Còn xin được xuống mic. Dạ, kính mời chắc xích Nhật Huỳnh cầm mic là tỉnh Pháp Sư luôn chắc tỉnh tọa. À, có Tin An hả? Ok. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu phước cú số 55. Chàn đa năng ta gà răng qua phí, ung pa lăng á thà qua si kì. Ê ta sang gan tha chà ta nắng, si la gan thô à nung ta rô. Chàn đa năng ta gà răng qua phí, ung pa lăng á thà quán si kì. Ê tăng sang ê thế sang gan thà cha ta nắng si la gan thu anun ta ro. Hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng của hòa thượng Thích Minh Châu. Hương sen, hương lý, hương trầm, già la cùng với chiên đàn thẳng hương. Dẫu thơm nhưng chẳng phi thường, hương người đức hạnh, so lượng dễ đâu, của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Tina. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tây Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 55. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Quyền, Xích Trạng Đông, Xích Hành Kiểm, cô Ái Minh, Quang Thanh, Vinh Quát Thanh Lá và Thi Na đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì con đã thấy thượng tọa Tuệ Quyền vào đạo tràng rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đà nhôm kiều sẵn như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn.
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ giác vẹn toàn, một lòng trong thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa âm khổ cặp ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Hai Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tùy quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 56. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi hát được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầy Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ cảm ơn cô Quang Lý cùng đại chúng. Cô Như Quỳnh kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, kính lễ đến Thầy Tôn Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tăng đang hiện diện, kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawata Napiwadi Nisvakato Phakkavata Thammo Thammang Nama Sāmi Supatipanno Phakkavato Sāvaka Sangho Sankhang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giàu đến chư Tôn Đức Tăng. Quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong nhập pháp. Nam mô Bụt Thà Gia. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 56. Appamatto Ajaṃ Gaṇtho Yāyaṃ Tagara chan dani yo chasi la quan si la quan tăng gánh thô và đi đề quê số của tâm hồ. Bây giờ chúng ta sẽ thích nghĩa. Ở đây có nghĩa rằng hương thơm này của gỗ tagara hay là gỗ trầm là nhỏ nhoi, còn hương thơm của người có đức hạnh thì thổi đến hay mang đến giữa cho chư thiên và loài người một cách tối thượng. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ phân tích ra và cũng được. Appamatto Ajaṃ Gaṇtho. Appamatta đây là một tỉnh từ mà nó tiếp đầu ngữ là á cộng với bá cộng với Appamatta có nghĩa là một ít ỏi. Cái chữ appa có nghĩa là tỉnh từ, cái ít, cái số ít số nhiều đó, ít ỏi thôi, chút chút thôi. Thì cái chữ matta đây là một danh từ nữ tính, từ cái danh từ matta. Ở đây có nghĩa rằng chỉ trên cái đơn vị đo lường, chỉ như thế thôi. Còn chúng ta gặp một cái chữ là Ajaṃ. Ajaṃ đây tức là một đại từ, một đại từ chỉ thị, hay là Ajaṃ ý đăng, nó cũng đồng nhau vậy đó. Có nghĩa rằng cái này hay là cái này, xác định rõ một sự chỉ thị, xác định cho cái này hay là cái điều này, vân vân. Cái chữ ganh thô từ cái chữ ganh thá là danh từ nam tính, có nghĩa là hương thơm. Cũng vậy, cái chữ ái danh và cái chữ gia giá thì cũng nghĩa là cái nào, nó nghĩa là cái nào. Tagara chan dani
thì Tathagata ở đây cộng với Chandani có nghĩa nói đến một cái vấn đề là cái gì? Cái chữ Tathagata đây là một danh từ trung tính nói về gỗ, gỗ mà nó tên là Tathagata. Còn nói đến cái Chandima, Chandani, xin lỗi, Chandani là danh từ trung tính, mà gỗ cũng là danh từ trung tính, có nghĩa đây nói đến gỗ trầm, gỗ trầm. Tathagata Chandani cộng với Chandani thì có nghĩa rằng, có nghĩa là nói đến cái gỗ, gỗ trầm hương. Ở chúng ta thì cái trầm hương á, thì chúng ta phải tìm cái gỗ đó, gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương nó thơm lắm. Chúng tôi có tới một cái chỗ mà nó đục đẽo về gỗ đó, cái gỗ trầm hương, rồi cái gỗ cái có mùi xá xị đó, thơm như cái mùi xá xị, giống như cái mùi xá xị, gỗ trầm hương. Thì ngày hôm nay mà chúng ta dân trầm hương đi cúng Phật thật dạ, thì cũng như ngày xưa vậy, nó cũng có những cái như vậy đó. Rồi cái chữ vô chà si lá hòa tăng ganh thô, vô đây là một đại từ, cũng là như là một, mà đại từ nó quan hệ một vật nào đó, một cái nào đó. Cái chữ si lá quanh tăng, cái anh tú và quanh tá và anh tú, đây là một tỉnh từ. Nên mà chữ si lá có nghĩa là một danh từ, nhưng cộng với anh tú có nghĩa là như là một danh động từ, là những người có cái gì, có cái giới hạnh, hay là của người có giới hạnh. Ở đây thì chia theo sở thuộc cách, nó thuộc mà anh tú quanh tú thì nó thuộc về số nhiều, nó thế thôi. Có nghĩa là của người có giới hạnh. Tức là cậu tìm tiếp biên ngữ quanh tú ở phía sau. Qua tiết ganh thá thì chúng ta biết nó là cái hương hoa rồi, ở trên. Qua tiết từ cái căn hoa, mà cái danh động từ nó kể là một thá động từ, có nghĩa là cái chữ thổi, nó động từ thổi, có nghĩa là qua tiết, cái này là từ căn hoa. Dạ. Yeah. Đê quê xú, đây là một danh từ nam tính mà chia theo định sở cách giữa chư thiên. Đê quá là chư thiên á, ở trong cái chữ giữa chư thiên hay giữa cái con người, giữa cái loài người, hay là trong loài người, trên cái loài người. Nhưng điều ở đây chúng ta nói giữa, cái chữ giữa chư thiên này, đây là một định sở cách chia theo định sở cách số ít hay số nhiều. Uttama, Uttamo, chữ Uttama đây là tỉnh từ, có nghĩa là mà nó chủ cách, có nghĩa là chia Uttamo, nó đó là của sự tối thượng. Rồi chúng ta đã xong cái phần thích nghĩa, có nghĩa rằng ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Đó là quản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Hoa sen hương lý hương trầm, già la cùng với chiên đàn thắng hương, hương người đức hạnh phi thường. Sông bay bốn cõi thiên vương ngạc ngào. Kính thưa quý vị, đây là một cái duyên sự đã chỉ cho ta. Đây là một cái thích nghĩa mà chúng tôi vừa thích nghĩa cho quý vị. Tôi nói về duyên sự này thì hết sức là đặc biệt. Sở dĩ đặc biệt, bởi vì cái duyên sự này nó đề cập đến
khi Đức Phật ở tại Viluvana trúc lâm tịnh xá, đề cập đến ngài Mahakasapa Đạt Bát đến đến ngài Mahakasapa, tức Đức Đế Thích Đạt Bát đến ngài Mahakasapa. Thì sau một một lần ngài đưa ngài ngài Kasapa nhập xã Thiền Viện, sau khi xuất định thì với ý nguyện ngài Kasapa sau khi khỏi cái vương sát, ngài sẽ đi vào vương sát thành để khất thực ở từng nhà. Thì trong khi ấy 500 ngọc nữ là cung phi của đức Thiên Vương Đế Thích, mấy bạn tính với nhau đi đến để cúng dường ngài. Rồi họ mang theo nhiều cái vật cúng dường đến đứng ở đón cái đường mà đức mà ngài Mahakasapa, từ ngày đại ngày Ca Diếp đi khất thực. Và họ dâng cúng đến ngài vật thực. Thì họ bạch rằng xin ngài hãy thọ lãnh những cái vật thực của chúng con, rồi ngài hãy đi, xin ngài tế độ chúng con. Thì với cái tâm ý, ngài sẽ là Phật, ngài với cái tâm ý ngài muốn tế độ cho những người nghèo chứ không giúp cho những tiên nữ này, và ngài không chấp nhận thọ nhận. Thì ngài mới bảo các cô hãy tránh đường ra, ngài ta chỉ nhận lãnh cái sự cúng dường của những người nghèo khổ, những người khốn khó. Thì những tiên nữ này năn nỉ ngài đừng có bỏ chúng con. Nhưng ngày Ca Xóa ngày đã ngày Ca Diếp ngày đã quyết định như vậy rồi, ngày không nhận, ngày từ chối, và họ không chịu tránh được. Thì ngày bắt đầu ngày tránh đi cái chỗ khác, thì bằng cách á ngày búng một ngón tay nó cho nó kêu thành tiếng. Thì nghe cái búng cái ngón tay thành tiếng như vậy, các ngọc nữ các tiên nữ đó đều đứng yên làm thinh hết trơn. Họ không thể di chuyển, họ không thể để bước tới được. Bắt đầu sau đó họ kinh sợ, họ quay về thiên đình, quay về. Thì gặp Đức Trời Đế Thích, ngài mới hỏi các nàng đi đâu về đó. Bắt đầu mới thưa, đây chúng em đã đi đến để cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất vừa sức đại định, nên rủ nhau xuống Đạt Bát, nhưng ngài không có chấp nhận và ngài không, ngài đuổi chúng em đi. Thì các nàng để bắt không có được. Như vậy thì Thiên Vương Đế Thích mới hỏi, của gì tiên ngài bảo sao? Thì mới tường thật lại, ta tiếp độ cho người khốn khó chứ ta không có nhân vật thực của các tiên nữ. Thì Đức Trời Đế Thích mới nói, tất nhiên rồi, các ngươi đi bằng cái phẩm mẫu, cái trang phục như thế này thì làm sao mà ngài có thể chấp nhận được. Rồi Đức Đế Thích ngài nói, rồi ta cùng với các ngươi cùng xuống. Thì lúc Đế Thích mới quá thành một cái ông lão thợ dệt lụm cụm, coi như già cả lông tóc, coi như là xem như gần đất xa trời rồi. Và các thiên hậu thì cũng quá thành các bà lão với tuổi ta, tuổi nó già nua lớn lao. Mà Đức Đế Thích quá hiện một con đường dẫn đến cái mái nhà tranh tồi tàn, trong đó chỉ hai ông bà già đang kéo chỉ dệt tơ thôi. Thì ngài Kasapa ngày đi vào trong thành tìm người không có để tế độ, thì vừa tới cổng thành trông thấy con đường có một mái tranh, hai ông bà lão nghèo khổ ở đó. Khi ấy thì Đức Đế Thích đang dẫn chỉ, còn hoàng hậu và đang kết những cái sợi chỉ lại kéo tơ dẫn chỉ thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới suy nghĩ, tại hai người này tuổi già và công việc còn phải làm lụng vất vả quá, chắc trong tâm thành này không ai nghèo hơn họ đâu. Thì dù họ chỉ cho ta chừng một miếng cơm, hay là ta cũng có thể tế độ cho được họ. Và thế là ngài đi đến nhà của hàng bà. Khi Chính Đức Đế Thích thấy ngài đi đến liền bảo với cái thiên hậu rằng, này Ái Khanh, khi mà ngài đến á, ngài đến rồi kìa, Khanh cứ ngồi im giả đò như là không thấy ngài để ta nói gạt.
để được mình, để mình được được, được ngài nhận cái lễ cúng dường. Thì ngài Xá Lợi Phất đứng trước cửa nhà, hai ông bà làm như không thấy. Thì khi mà bắt đầu thấy đại đức thì ngài Xá Lợi Phất mới thấy họ làm chỉ, họ làm việc chăm chỉ như vậy. Một lát sau bắt đầu Đức Đại Thích mới bắt đầu nhìn lên, mới thấy ngài đứng trước cửa và bảo cho cái người vợ, tức là tiên coi như cho hoàng hậu rằng, cho thiên hậu rằng, hãy ra xem có phải đúng là có người đến đây để khất thực. Và đúng như vậy thì Đức Đại Thích ngài đi xuống, ngài đi ra, ngài đảnh lễ và hai tay gác lên. Và mới bạch với ngài Kassapa rằng lâu hôm nay rất là vinh dự ngài đã quang lâm đến Tệ Xá. Thì Đức Thích mới nói là bà trong nhà cũng có cái đồ, có cái vật gì có thể cúng dường cho ngài. Thì Suchata, tức là thiên hậu, cũng tỏ vẻ ra là chậm chạp, có như là lẩm cẩm. Thì nếu có, thưa ông có, thì Đức Thích mới nhận cái bát của ngài, rước bát của đi vào và sau đó đem ra dâng cho ngài. Thì đem những cái phần cơm đó dâng cho ngài. Thì lúc đó ngài phía hai bà này giàu quá, người này nghèo quá, nếu như mà họ chỉ cúng dường cho ta một nắm cơm thôi, hay rau hay cám gì cũng được á, ta sợ thọ dụng họ sẽ có rất là nhiều phước báo. Thì sau khi mà ngài nhận bát xong thì đưa cho Đế Thích, đem cái bát vào và đem ra dâng cho ngài. Thì cơm của Đức Đế Thích đem ra cũng đầy đủ, coi như các thức ăn, nhưng có một mùi thơm rất là lạ, nó lan tỏa khắp cả thành phương xa. Thì lúc đó vật thực của trời mà. Thì lúc bây giờ Đức Đế Thích nghe đứa ngày ngày cái số như rằng sao lạ chứ, cái người này á thấy nghèo khó mà để bát cho ta những cái đồ, những cái món ăn mà thượng vị quá, đây chắc có phải là Đức Đế Thích không? Kính thưa quý vị, ngay lúc đó ngài quán xét thấy rõ, đây chính là Đức Đế Thích. Chúng tôi cũng giải thích cho quý vị ngay chỗ này, nếu có công đức mà để mà đặt bát cúng dường cho vị nhập thiền diệt thọ tưởng định sau 7 ngày đó, vô lượng công đức, coi như là y như cúng dường cho Phật vậy đó, các tường như ý, công đức cao cả rất lớn lao. Và vì vậy cho nên mà Đức Trời Đế Thích ngài mới quá ra như vậy. Mà thì có một câu hỏi đặt rằng, nếu như ông ta quá như vậy mà tại sao ngài Xá Lợi Phất ngài không hiểu tới ngài Kassapa, không có cái tâm không biết quả còn, thì ngài bằng cái tâm từ tế độ, cho nên ngài không dùng cái thần lực của mình để quán xét. Chúng ta phải nói như vậy, thì ngài có cái từ tâm đối với chúng sinh thôi, mà khi biết có vấn đề thì ngài quán sát, ngài biết liền bằng một cái tuệ nhãn ngay cái đó ngài nhìn. Thì ở đây muốn nói rằng, tại vì ngài bằng cái tâm chỉ là chia sẻ, chỉ là quan tâm tới những người nghèo khổ như thế thôi, mà Đế Thích đã giả người nghèo khổ. Khi quán sát biết đây là Đức Đế Thích rồi thì ngài mới trách tại sao mà thiên vương lại tạo làm cái hành động như vậy, không khác nào thiên vương đã cướp của người nghèo những cái phước báo. Thì Đức Đế Thích bạch, Đức Thích đặt bạch hôm nay con đặt bát thì nhất định con phải có được, con muốn rằng có một được một địa vị đặc biệt mà chẳng sai. Và bạch trưởng lão, bạch ngài, không ai mà ngài ở nơi con, mà ở nơi con hay những người khác á, họ hơn con nhiều, con là nghèo hơn họ.
thì ngài mới ngài các quá ngài ta giúp nó rằng có lý nào mà thương vương nói rằng người nghèo khổ trong khi ngươi ngươi làm chúa tể cả hai cõi của trời. Thì bạch ngài quả thật vậy, tức là kính thưa quý vị, để thích ngài luôn chiếm luôn cả tứ đại thiên vương đó, và cái đau lợi và tứ đại thiên vương. Nhưng tại sao mà nghèo nói vậy, sao không có thật? Thì ngài nói rằng cái gì thì đức Đế Thích mới nói rằng quả thật bạch ngài con nghèo hơn, vì những thiên vương khác đó, họ cúng dường cho Đức Phật, có thì cô làm phước thời kỳ chưa có Phật. 33 vị thiên vương khác đó thì cúng dường có Phật, riêng con cúng dường chưa có Đức Phật. Khi con sanh lên thiên cung thì có cái quay lực bằng, thì tất cả những cái thiên cung, những cái vua trời khác đó thì họ có cái quay lực bằng nhau và đều thắng xa con, và họ quy hoạt, họ sáng lạng, con thì thua họ rất nhiều, tức là cái hào quang của họ rất là sáng. Còn riêng Đức Đế Thích thì nó rất là lu mờ đen tối. Cho nên vì vậy con mới dẫn cả đoàn thiên nữ đến đây để cúng dường. Thì bạch ngài nghe thấy như vậy, con phải đã nghèo hơn tất cả những người kia, thì mới rõ rằng phải có làm như vậy cũng có công đức không. Thì ngài Ca Diếp mà nói rằng vẫn có công đức tốt đẹp, những điều từ nay về sau thiên vương đừng có gạt bằng tăng hay những người khác như thế nữa. Và nói rồi sau khi Đế Thích mới đảnh lễ ngài và dắt cơ nhân Sukhata cũng như là cùng với tất cả tiên nữ vây đảnh lễ vây quanh ngài và bay về hư không, cất tiếng cao reo lên rằng ôi sự bố thí ba la mật nơi Đức Ma Kassapa trường tồn tốt đẹp. Thì trong kinh á, thì có nhiều chỗ ghi chép á, thì trong thời Đức Thế Tôn trú tại Vương Xá, trú tại Vê Lô Quán Á, thì trong vùng núi Sóc, thì thời ấy ngài Kassapa an cư trong hang động Bíp Phá Lý của Hai Dân, hang Bíp Phá Lý, à, cái hang này rất là đặc biệt. Ngài ngồi nhập đại định suốt 7 ngày đêm, khi mãn hạn thì Đức mới xuất định. Ngài mới nghĩ rằng ta hãy đều vào thành khất thực. Thì ngay khi đó có 500 tiên nữ, có 500 tiên nữ đến để cúng dường, nhưng ngài không có nhận. Và cuối cùng thì ngay bây giờ thì Đức Đế Thích mới quá xuống là một cái người thợ dệt đang xe, còn nàng Sukhata là công chúa đang quay. Khi ấy ngài Kassapa đi đến nhà của Đế Thích và thấy khiếp khổ như vậy, và ngài bắt đầu nhận cái vật cúng dường. Thì khi mà ngài Kassapa người chúng sinh này tại sao mà cúng dường ngài một cách đặc, sao có một cái những cái vật thực hay là những cái vật cúng dường một cách đặc biệt như vậy, thì mới biết rằng đây chính là Đức Đế Thích. Thì ngài Kassapa ngài mới trách hỏi tại sao ngươi là Đế Thích mà cúng dường tạo phước nữa. Thì nói rồi thì Đế Thích mới nói lại rằng con thiếu phước hơn các cái vị tiên, các cái vị thiên vương khác. Và thế là sau cái đó đó ngài nhận của bố thí và nói rằng từ nay Đế Thích đừng có làm như vậy nữa, hãy để những cái phần phước này cho những chúng sinh nghèo khổ và bay lên trời. Và Đức Đế Thích sau khi cúng dường và đảnh lễ ngày xong bay lên trời. Ôi sự cúng dường bổ thí ba la mật nơi đại đức Ma Kassapa trường tồn tốt đẹp âm chất. Và Đức Thế Tôn ở trong kỳ viên tịnh, ở trong trúc lâm tịnh xá nghe reo lên như vậy thì bèn báo tới các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, hãy nhìn Đức Thế Thích, ông ta ngâm lên bài ca, ông ta đang bay trong hư không và ngâm lên cái sự hoan hỷ. Thì
Thì Đức Phật nghe trình lại cho các tỳ tỳ kheo biết á, là tức là Đức Thế Thích gạt nghèo khổ để cúng dường Ngài Kaspa như vậy. Thì Đức Phật nói lần hai, này các tỳ kheo thọ pháp đầu đà, hằng đi khất thực như con trai ta, thì chư thiên hay nhân loại gì cũng đều thương mến. Rồi Ngài cũng ngâm lên một cái câu mà trong kinh nó chỉ ghi chép như thế thôi, tức là ý Đức Phật đã nói rằng coi như là Đức Thế Thích thì có ôi sự bố thí nơi ôi sự bố thí ba la mật nơi nơi Ngài Kaspa trường tồn vạn chất, còn Đức Phật ngài dạy rằng ngài ngâm lên rằng tỳ kheo giữ hạnh trì bình xin chẳng nuôi ai đủ miệng mình, người vậy chư thiên hằng cảm ơn, tâm thường thanh thản trú viên minh. Và sau bài kệ Đức Phật ngài nổi lên một kệ mà công phúc cú hôm nay, đa già la với chiên đàn hương này chối cao sang trên trời, hương người đức hạnh tuyệt vời xâm lên thấu cả trời các cõi trời cao siêu. Thì kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta đã được nghe nhiều lần trong câu kinh này. Câu kinh này nói đến cái gì? Nói rưng các cái hương đó, các cái mùi hương thơm đó, thì nó bay xuôi chiều gió, những người đức hạnh đó, nó thông sông thấu, nó ngược gió, mà chúng ta thường nghe nó ngược gió. Còn hôm nay cũng hương người đức hạnh đó, nó sông thấu cả cái trời cao, sông lên cả trời cao đó. Chứ không là vậy. Thì thấu cả trời, ở đó nó thấu cả, tỏa lên cả trời, ở đó có gì? Có nghĩa là chư thiên họ cảm nhận, họ cảm biết, họ thấy được, họ hiểu được cái giới đức, cái giới hạnh của các vị một cách trong sạch, một cách tốt đẹp. Mà thường thì chúng ta biết là khi chúng ta nhớ là một cái câu có một cái tích truyện đó, là các thầy tỳ kheo tu tập đó, rồi các vị thọ thần ở trên cây đó, họ không dám ở trên cây, bởi vì các vị này có giới rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp, ở trên cây cho nên họ phải xuống. Rồi cuối cùng họ mất cái chỗ ở của họ đó, thì họ mới quậy phá các thầy tỳ kheo này. Đó, họ không có thể mà trong kinh đó chúng ta thường nghe đó, nếu mà người có giới đó thì chư thiên họ kính nể, họ không dám bay qua đầu chúng ta đó. Nói cho nghe như vậy đó quý vị, thì cũng vậy đó, tức nó tỏa nhát tới tận trời cao, hướng người đức hạnh nó tỏa đến chư thiên. Hồi nãy của những cái chữ mà chúng tôi thích nghĩa đó, có cái chữ thổi đó, có nghĩa là nó thổi đến chư thiên, có nghĩa là nó tỏa ngát á, mà chúng ta nhìn chữ tỏa không phải là thổi, bởi như tỏa ngát cái hương thơm tận cả cõi trời các, và đặc biệt là cõi tứ đại thiên vương và cõi đau lợi, đã cả tới cái cõi đau lợi mà chư thiên họ quan hỷ. Thì ở đây chúng ta thấy nói đến cái giới đức thì nó bay xa như thế đó, ở trong đời sống như thế này. Chúng ta sống con hùm chết để da, người chết, người ta chết để tiếng, tiếng thơm hay là tiếng xấu. Mà chúng ta thường nói theo cái xã hội chút xíu thì sử sách lưu danh ngàn đời, hay là cái sự ca oán thăng tách và đời miệt thị những con người ác xấu cũng như thế, mà những con người hiền thiện thì được cái ca tụng, được sử sách ghi danh tiếng lành đồn xa. Nhưng phải nói rằng tiếng lành tiếng xấu gì cũng đồn xa luôn. Mà ngày hôm nay trong thời đại công nghệ đó, computer thì chúng ta biết nó rất là lẹ, nó rất là nhanh. Mà lời người xưa nói không sai, chúng ta làm xấu một chuyện thì nó cũng lan tỏa một cách nhanh chóng, tích tắc. Và chúng ta làm tốt một chuyện
thì cũng sẽ được tất cả mọi người biết. Hành động xấu, hành động ác, hành động tốt, hành động lành, hành động thiện thì cũng sẽ được người ta biết. Ở đó do cái mỗi con người có cái sống, có cách sống, có cái xử lý tốt đẹp. Nhưng chúng ta nhớ một điều đó, cuộc sống này ngày hôm nay nó lại là một cái chuyện khác. Chúng ta nhớ là chúng ta có kẻ ghét người thương, thì đồn xa đồn gần gì không biết, nhưng điều mà chúng ta cũng phải tự hiểu một điều đó, tất cả là do cái duyên chúng ta gặp. Và nhiều khi chúng ta có những người, có lúc chúng ta thuận duyên thì chúng ta nói cái gì nó cũng sẽ được tốt đẹp cái đó, nhưng nếu chúng ta không có cái duyên á, nó nghịch duyên á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm, nó sẽ rất là khó khăn. Còn những lúc chúng ta cũng như ý chúng ta là người hiền hay gặp nạn vân vân, là nó cũng sẽ gặp những cái điều đó. Khi chúng ta không có cái duyên với người đó, mà dẫu chúng ta có giúp cho họ đó, thì họ cũng luôn luôn nghĩ xấu về mình, luôn luôn có cái tâm ác về mình. Còn quả thật khi mà chúng ta có cái, nó có một nghịch đảo gì đó, giận hờn chút xíu rồi cũng chút xíu đi qua, đó là còn cái lớn mạnh. Cho nên trong cuộc sống này, làm gì làm thì chúng ta cứ sống tốt đi, đừng có suy nghĩ cái gì hết trơn. Trời biết, đất biết, mà mình biết là tốt. Mình không cần người ta phải biết được cái tấm lòng tốt của mình, mà tự mình hãy biết được rằng mình không có ý nghĩ xấu như họ. Chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm. Hãy tự nhìn lại mình có làm hay là không làm cái điều đó. Nếu như cái điều đó là một cái điều tốt đẹp thì chúng ta nên trân quý, chúng ta nên trân trọng để chúng ta có một cái điều kiện tốt đẹp. Chứ còn bây giờ mà bắt người ta hiểu mình thì cũng rất là khó. Cũng vậy, trên cuộc sống này chúng ta hãy tập một cái tánh hiền thiện, một cái tánh tốt, kỷ niệm tốt. Hay là ít nhất chúng ta phải có giữ gìn một cách căn bản về ngũ giới. Để cái giới đó nó cũng là một cái phần trang điểm cho chính chúng ta, cái pháp trang nghiêm là nó về giới. Cái pháp làm đẹp là giới làm đẹp, giới làm trang nghiêm, tam nghiệp, giới làm đẹp, tam nghiệp. Chúng ta nhớ như vậy. Mà từ cái giới tốt đẹp á, nó sẽ ra một cái, nó tỏa một cái mùi hương. Ở đây có nghĩa là nó như là một cái, như là một cái một cái ấm đức của chính mình, một cái ấm đức của chính, một cái ấm đức của chính người đó. Mà cái chúng ta cho tức là cái gì, khi chúng ta gần cái người đó, cái lực họ nó mạnh, cái tâm từ tâm bi của họ nó phát ra và chúng ta có thể cảm nhận được. Nó như là một điện lực từ cái con người đó nó sản sinh ra cái sự thiện, cái sự tốt đẹp. Nhiều khi chúng ta sống với những người của cái giới đó, nếu chúng ta biết thì nó rất là mát mẻ. Tại vì sao? Tâm họ an trú trong giới, tâm họ an trú trong thiền định, thì chúng ta cần, chúng ta rất là mát mẻ. Còn những người mà cao có quạo quọ khó chịu thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là thống. Nếu chúng ta những người sống chuyên về cái hiền thiện, chúng ta thật, chúng ta nép mình hay chúng ta sống gần kề những con người như thế đó, nó thật sự là hạnh phúc. Một cái người hiền thôi thì chúng ta cũng cảm thấy, tức là chúng ta cũng đón nhận được những cái cảm áp, những cái che chở, những cái lan tỏa nó tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta sống gần một người mà tâm tư họ cao có, cộc cằn, khó chịu, bực bội, thì chúng ta thật sự là mệt mỏi. Bởi vì sao vậy? Bởi chúng ta đón nhận những cái gì, những cái khó chịu, những cái bực tức của chính họ. Thì cũng vậy đó. Cho nên vì vậy chúng ta tập sống một cái đời sống nó nhẹ nhàng, sống một đời sống buông bỏ, sống một đời sống chấp nhận đối diện với chính nó. Ta phải luôn
chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Và ta phải đối diện với cái gì? Cái sự khó chịu, thương phải xa mà ghét thì chúng ta phải gần. Chúng ta không thích những người đó, những người đó đó cứ đối diện với chúng ta, gây cho chúng ta nhiều cái sự bất ổn, nhiều cái sự khó chịu. Nhưng nếu chúng ta phải chấp nhận thôi, chúng ta phải chấp nhận để đối diện, chấp nhận để đối diện với chính họ, chấp nhận để chúng ta phải vượt qua. Chứ không phải chúng ta đối diện với chính họ chúng ta bực bội, không tự nhiên mà họ nghịch duyên với mình thì thôi, đừng có mang một cái tâm tư bực bội khó chịu đối với chính họ. Chúng ta làm như vậy thì tự chúng ta câu thúc, tự chúng ta gây cái quan kết quan cái với chính người đó, rất là đau khổ, rất là nguy hiểm. Thì cũng vậy, ở trong cuộc đời này lúc nào cũng vậy, cái thiện lúc nào nó cũng thắng cái ác, và cái điều tốt đẹp lúc nào nó cũng là cái kết quả sau cùng. Và qua đây chúng ta mới thấy cái câu này, chúng ta mới thấy được cái ân đức của các vị thánh rất là từ bi, như ngài Ca Xóa, ngài Ca Diếp. Quý vị biết một vị mà nhập sau khi mà xả thiền diệt thọ tưởng định mà chúng ta được cúng dường thì vô lượng công đức, xem như chúng ta cúng dường đến cho Phật vậy đó. Cái ân đức cái quả vị nó rất là tối cao. Dĩ nhiên không có bằng một cái ân đức cúng dường cho một cái như là một cái bát cơm sữa của nàng Sujata thì là đặc biệt rồi. Và cái bữa cơm cuối cùng của Suphada, chúng ta nhớ có hai bữa cơm ân đức rất là cao cả. Tức là một là bữa cơm thọ thực, chúng ta nhớ đầu tiên để mà vị ấy thành bậc Chánh Đại Chánh Giác, và bữa cơm sau cùng, bữa cơm đầu tiên và bữa cơm sau cùng. Ở đây trong kinh Đức Phật cũng đã nói như vậy, là bữa cơm. Và sau đó sự tối thượng, sự cao cả của vị Việt, của vị mà nhập thiền diệt thọ diệt tưởng diệt định trong suốt 7 ngày đó, và sau đó xả thiền diệt ra, ai được cúng dường một lần như thế thì kính thưa quý vị, có nghĩa là có thể nói rằng suốt kiếp trầm luân sanh tử chúng ta không bao giờ bị phải bị đối khổ, phải bị những cái mà thua người được. Những điều mà chúng ta biết là chúng ta được mà cúng dường như thế thì chúng ta phải có những thiện tâm rất lớn cao cả, chúng ta được mới được hữu duyên. Chứ còn cái tâm mà có u thúc, cái tâm mà keo kiệt, cái tâm mà bỏng sẻn, cái tâm mà chấp thủ như những chúng sinh bình thường thì khó có cơ duyên mà cúng dường cao cả được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải nói rằng cái duyên, cái phước họ khó có dẫn được. Thì quả thật những người mà có cái duyên đối với Đức Phật, hay có cái duyên đối với các vị chư hiền thánh tăng, là nhất là các vị Akasavaka, tức là thượng thủ thanh văn, tức đệ tử của Phật, thì nó rất là cái quả nó rất là lớn. Và trong bài kinh cúng dường phân biệt kinh cũng vậy, chúng ta nói ở thí dụ như phân biệt với cái người có giới và người không giới, và người có tri kiến và người không có tri kiến, và người có bao nhiêu giới đó, giới chẳng bao, thì cái sự cúng dường nó và cuối cùng thì cúng dường đến đại chúng tăng. Cũng như cái sự cúng dường, chúng ta nhớ cái sự cúng dường vô phân biệt, không phân biệt đây là vị này là thân thuộc, vị này là không thân thuộc, vị này là thầy mình, vị này là người thân thiết của mình mến, mình thích, mình thương, thì người ta cho những cái người như vậy người ta thích, thì cái đó là có phân biệt. Chư Phật tử cúng dường đến đại chúng tăng đặc biệt, tức là cúng dường vô phân biệt, mới hồi hướng cầu, chúng ta gọi là cúng dường trái tăng, mới hướng đến các vị chân linh, ký linh, vong linh được, mà ngạ quỷ được, mới nhận được, và phải vô phân biệt.
thường chúng ta cúng dường trai tăng gọi là chỉnh tế chẩn đạt gì, chúng ta thường thường rơi vào cái phân biệt là nó công đức rất kém, bởi vì không khéo nó rất là nguy hiểm. Tại sao chúng ta có thể cúng dường cá nhân bình thường thì sống cúng đi, hay hoặc sau đó chúng ta cúng, lúc đó chúng ta cúng vô phân biệt đồng đẳng, không hơn không kém. À, cái này là của vị A, cái kia là của vị B, vị C, vị F gì đó mà phân biệt như thế, thì cái quả phước đó nó không thể thấu đến cái người, cái thân nhân của chúng ta quá vạn, mà phải cúng dường vô phân biệt. Chúng là nói cho quý vị nghe một cái kỹ nghệ cúng dường luôn. Thì có thể nói rằng là tất cả chúng sinh hữu duyên được, chúng ta phải được làm phước. Có phước mới được làm phước, mới làm phước rồi mới có phước. Chúng tôi thường, chúng tôi có thuyết giảng, chúng tôi có nói câu đó. Có phước mới được làm phước, và chúng ta được làm phước, chúng ta mới có phước. Và cái phước đó nó tồn tại, nó theo ta mãi mãi. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta làm phước như vậy rồi nha. Chúng ta rất là có phước, rất là hữu duyên, chúng ta mới làm được những việc thiện, chúng ta mới được tu, chúng ta mới được nghe diệu pháp, chúng ta mới được thực hành diệu pháp. Hay ít nhất chúng ta cũng được một cái thiện tâm để chúng ta bố thí, trì giới, cung tu tiết, cung kính phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hưởng công đức và cải chánh tri kiến. Đó chính là chúng ta thật sự là hữu phước trên cuộc đời. Một người thật sự là có phước khi người đó có khả năng bao nhiêu người đó làm bấy nhiêu, hơn là những người đại gia, hơn là những người triệu phú, tỷ phú. Nếu như không có cái phước, không có cái duyên phước, thì chẳng qua họ hưởng được cái phước quá khứ hết. Rồi sau đó đó, cái tâm mà chấp thủ phiền não tiền miên của chính họ nó trợ tạo lại, thì họ suy nghĩ, họ chấp thủ, họ keo kiệt, họ bỏng xẻng, thì đời sau họ cũng trở thành nghèo lại. Nhớ nghe quý vị. Còn nếu như chúng ta biết của chúng ta làm mồ hôi nước mắt ít nhiều gì đó theo khả năng của chính mình chúng ta làm, là chúng ta rất là có phước. Nói một cách tiếp nữa, đời sau chúng ta được làm kiếp người nữa hay không, chúng ta tái sanh bệnh và cõi vui thì không nói, nếu chúng ta tái vào cõi khổ thì xem như chúng ta hết cách làm phước. Rồi sanh ra trong cuộc đời, liệu chúng ta có cái tâm, có cái lòng, có cái buông bỏ hay không, nó là một chuyện khác, nó là khó nữa đó. Cho nên trong hiện kiếp này chúng ta có thể cho tất cả, cho hết luôn cũng được. Để chi? Đó là duyên, đó là nhân, để chúng ta được phước lành ở trong tương lai. Bởi vì rồi thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, muôn việc điều nâng mấy tất hơi, hơi vừa chấm dứt việc đời cũng sẽ dứt. Dứt cũng của cải, vợ chồng con cái tiền bạc, nhắm mắt rồi nắm tay không thôi, chứ không có mang theo. Đến đây không có mang theo, ra đi cũng không có đem theo một cái gì cả, mà chỉ đeo ra, đem theo những thiện tâm và những ác tâm của chính mình. Thì hôm nay cái bài kinh với cái tâm mà Đức Trời để thích thành tâm để cúng dường, tuy một người đầy đủ phước lành như vậy, nhưng tâm của Đế Thích cũng vẫn cảm thấy nghèo, rồi vẫn cảm thấy nghèo. Vì vậy cho nên mới cầu được làm những cái phước lành cao cả hơn, và làm được cái phước đến cái vị tối thắng Ba La Mật, là một vị mật hạnh của Đầu Đà, và chẳng thiền diệt thọ tưởng định thì vô lượng công đức. Thì xin có đôi điều nhận thiết con Phật Kinh Pháp Cú số 56 là như vậy. Nếu có điều kiện sẽ phát kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan ý. Đại xin chấm dứt thời gian trước ở đây, trước khi giúp đời kính dân là được trở thành từ đại diện vương các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, giúp đời các vị chư thần chư tiên người đại chúng đức chư quảng nghiêm, hứa nguyện đến các vị chân linh chánh linh kỳ linh ở hai chùa, tất cả chúng sinh được các đại nguyện tấn quả, và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn được những cái thiện lành, luôn luôn được những cái tri kiến, cái sự thực hành việc thiện, để tất cả chúng ta được an lạc ở hôm nay và ngày mai. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sanh Kha Giả. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 56 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Lợi Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Tất cả phương văn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng có sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quá cố tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quý hà ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mat cha na qua ca cha bit kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha it sa ra sapa na pu ta sukita pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sabbe pi dukkha sakha rontu sankha yang tha tu chi rang sa tang tham mo thamma thara cha bhut gala sankho ho tu samaggo va attha cha hi ta ya cha amhe ra kham tu sat tham mo sabbe pi thamma cha ri no vuthim sampahuniya ma Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào trong học Pháp. Kính chào, tạm biệt, cảm ơn, xin xuống mic.